Nếu mà bạn hỏi tôi nhà phát hành game nào lật nhanh như bánh tráng thì tôi xin phép được gọi tên đó là nhà phát hành của game Helldiver 2. Nếu mà bạn không biết lý do tại sao thì để tôi giải thích cho bạn nhé. Trước đó thì game đã thông báo là nó sẽ quyết định ngừng bán ở hơn 177 quốc gia, trong đó bao gồm Việt Nam. Nhưng mà mới gần đây thì họ đã quay xe và Helldiver 2 hiện tại thì vẫn đang ở trên Steam và mở bán cho các game thủ. Vậy bạn đã biết lý do của việc này chưa? Nếu mà chưa thì hãy cùng tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện với Andy Gaming trong series Hóng Game 247 của tuần này nhé. Câu chuyện thì chính thức bắt đầu khi mà Sony đã lên kế hoạch công bố rằng là yêu cầu mọi người trên Steam bắt buộc liên kết tài khoản của mình với dịch vụ là PSN, một cái dịch vụ trực tuyến Sony dành cho PlayStation. Điều đó đồng nghĩa với việc là nếu mà bạn truy cập vào trang Steam hiện tại thì Helldiver 2 sẽ không còn thấy giá tiền cũng như là không còn cái giỏ hàng thanh toán để mà mua game nữa. Và hiện tại thì nhà phát hành Valve cũng đang duyệt các đơn yêu cầu hoàn tiền của cộng đồng người chơi cũng như là những cái người mới chơi hiện tại chỉ có 2 giờ trải nghiệm mà thôi. Và tất nhiên thì hành động này của nhà phát hành game đã gây phẫn nộ lớn trong giới game thủ khi mà chỉ tính đến ngày 5 tháng 5, nó đã nhận về hơn 200.000 lượt bình luận đánh giá tiêu cực về game. Tôi xin nhắc lại là con số đã lên tới hơn 200.000 lượt bình luận rồi nhá. Từ đó thì ta cũng có thể hiểu được là cái sự khó chịu của game thủ khi mà nhận được các cái thông báo này. Ngay cả khi thành viên của studio Arrowhead Games của Helldiver đã nói rằng là các cái cuộc thảo luận xung quanh việc yêu cầu đăng nhập PlayStation Network gây tranh cãi của Sony đối với Helldiver 2 trên PC thì vẫn đang diễn ra. Nhưng mà có vẻ như nhà phát hành thì đang nhấn mạnh cái động thái này khi mà họ đã thêm dầu vào lửa, khi mà họ đã quyết định tạm dừng việc bán trò chơi, cung cấp dịch vụ trên hơn 170 quốc gia khác nhau và cụ thể là 177 quốc gia. Về lý thuyết thì Helldiver 2 đã luôn yêu cầu người chơi đăng nhập vào PlayStation Network trong trò chơi, trong game. Tuy nhiên thì điều này là một điều không bắt buộc, vì nếu làm như vậy thì nó có thể hạn chế cái cơ sở hạ tầng mạng cũng như là không đảm bảo được cái trải nghiệm cho người chơi. Và trong cái thời gian trước đó thì Sony đã thông báo rằng là họ sẽ bắt đầu thực thi yêu cầu đó trong đợt triển khai kéo dài một tháng. Đây thì là một sự vô cùng bất tiện và nó cũng vô cùng vô lý đến từ nhà phát hành game tạo ra cho hầu hết người chơi và đặc biệt là đối với những cá nhân đang chơi PC ở tại quốc gia mà không có PSN. Vậy là họ hoàn toàn sẽ bị khóa khỏi cái trò chơi này. Phản ứng của game thủ thì dường như đã tạo ra cái sự bất ngờ lớn đối với nhà Sony và họ đã nhận được những cái câu hỏi về việc là người chơi sẽ đăng ký nhưng chọn địa điểm là một cái quốc gia khác, không phải là khu vực của người chơi đang sống thì có được hay không? Và đây cũng chính là câu hỏi đang được ưu tiên và thảo luận số 1 từ các cái nhà phát triển trong suốt mấy ngày qua. Theo như SteamDB thì vào sáng sớm ngày 5 tháng 5, Helldiver 2 thì đã gỡ bán trên Steam tại 177 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau. Nhật Bản thì dường như nằm trong một cái danh sách ngoại lệ khi mà trò chơi này đã dường như là thay một cái phiên bản khác ở trong nước. Tuy nhiên thì phần còn lại là tất cả các cái khu vực không có điều kiện để truy cập PNS đều đã bị cho ra khỏi danh sách bán trò chơi. Và tất nhiên thì nó cũng đã tạo ra cái sự thất vọng vô cùng buồn bã đến cho các game thủ đang là fan của con game này. Dù cuối cùng thì Sony có nhận ra điều này hay không, có lẽ là nó cũng đã quá muộn rồi. Và tương tự như cách cuộc tranh cãi về chế độ trị giá $250 của Tarkov trong suốt một tuần nay, điều này thì có khả năng khiến cộng đồng game cảm thấy luôn chán nản và đẩy họ đến các tựa game lựa chọn thay thế như là Modern Warfare. Sony và Helldiver 2 thì đã phải chịu nhiều thiệt hại danh tiếng thảm khốc vì cái sự kiện này. Nó có thể coi là một sự thất bại của nhà làm game. Vấn đề là tiền sử trước đó thì chúng ta chưa từng có cái sự kiện giống như thế này xảy ra. Không có con game nào mà giống như Helldiver 2. Điều này khiến cho người chơi cảm thấy càng chán nản và buồn bã hơn. Và hơn thế nữa thì một vấn đề vô cùng nhức nhối đó là hoàn tiền khi mà người chơi đã mua game. Wait a minute! Và một sự kiện là chúng ta không thể ngờ đến được đó là Sony đã chính thức bác bỏ yêu cầu kết nối PSN cho game sau một loạt phản ứng dữ dội của game thủ. Từ sự phẫn nộ của hơn 200 người thì Sony đã quyết định hủy bỏ kế hoạch thực thi liên kết PSN và bắt buộc người chơi phải chơi trên Steam.
PlayStation thì đã đăng tải trên trang X một cái dòng trạng thái như sau: Helldiver fans, chúng tôi đã nghe được những cái ý kiến của các bạn về việc cập nhật kết nối tài khoản game của con game này. Đến ngày 6 tháng 5 thì chúng ta đã có một cái update mới rằng đối với những tài khoản mới và những cái người chơi hiện tại thì yêu cầu kết nối tài khoản PSN sẽ không được tiếp tục tiến hành nữa. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu những gì tốt nhất cho người chơi PC và phản hồi của bạn là vô cùng có giá trị đối với chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn bạn vì đã tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Helldiver Heist và chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn những kế hoạch mới nhất trong tương lai. Chia sẻ lại bài đăng của PS, CEO của Arrowhead, kiêm giám đốc sáng tạo của Helldiver Heist, Johan Pilestedt, ông đã nói rằng là ông rất ấn tượng, bất ngờ trước cái luồng ý kiến của người chơi trong vài ngày qua. Và sau đó thì ông cũng tiếp tục cảm ơn Sony vì đã quyết định là đưa cái liên kết PSN trở lại thành một cái yếu tố tùy chọn. Ông này thì cũng đã kết luận rằng là chúng tôi muốn cùng nhau thiết lập một tiêu chuẩn mới cho trò chơi trực tuyến, cũng như là cái cách nhà phát hành cũng như cộng đồng có thể hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra những trải nghiệm trò chơi tốt nhất. Bỏ qua drama thì chúng ta hãy cùng nhìn lại những thông tin về con game này trước đó nó đã cuốn hút như thế nào nhé. Nếu bạn còn nhớ thì khi nó mới chỉ ra mắt vài ngày vào tháng 2 năm 2024 mới đây, Helldiver 2 thì đã trở thành một hiện tượng được bàn luận nhiều nhất trên các cộng đồng mạng. Những lời khen có cánh mà các game thủ dành cho trò chơi này vô cùng dễ thương. Mặc dù bên cạnh đó thì game cũng có những vấn đề về mặt kỹ thuật nhưng mà chỉ ảnh hưởng một chút vào cái điểm số của nó trên Steam mà thôi. Các bản update sau đó thì đã nhanh chóng chỉnh sửa theo các góp ý của người chơi và họ đã cải thiện để trò chơi mượt mà hơn, ổn định hơn cho các game thủ và đặc biệt là cải thiện các vấn đề về ghép trận, vấn đề về kết nối máy chủ. Chỉ với 3 ngày tuổi nhưng mà con game này đã cán mốc 1 triệu bản bán ra theo chia sẻ của Tillestet, CEO của Arrowhead Game Studio. Khi mà phản hồi một cái bình luận của người dùng ở trên X về việc Power thì đã bán được 12 triệu, còn bây giờ thì Helldiver mới chưa đến 500 bản. Giám đốc đã khẳng định rằng là con game này đã cán mốc 1 triệu rồi và công nhận là cái khoảng cách giữa hai con game thì còn khá lớn. Mặc dù nghe vẻ là buồn rầu nhưng mà chính vào cái thời điểm tháng 2, Helldiver 2 đã đứng chung với dàn game hot hit bestseller như là Power, Enshrouded và Counter-Strike 2. Vậy lý do nào thì đã giúp nó trở thành một con game nằm trong top doanh thu? Đầu tiên thì có vẻ nó là do cốt truyện mang một cái màu u tối, u ám nhưng mà vô cùng cuốn hút. Helldiver 2 thì đã đưa cho chúng ta một cái tương lai rộng lớn khi mà nhân loại đã đạt đến đỉnh cao phát triển và mở rộng cái sự hiện diện của mình ra các cái hành tinh khác trong vũ trụ. Trái đất giữa trung tâm của mọi thứ thì được biết đến với cái tên là Super Earth, nơi trở thành trụ cột chính và quân sự của loài người. Tuy nhiên thì mặc dù là Super Earth đang thể hiện cái sự mạnh mẽ nhưng lại phải đối mặt với sự đe dọa từ hai thế lực người ngoài hành tinh lớn, đó là loài bọ Terminid và các robot Automaton. Chúng đã xâm chiếm các hành tinh mới và con người thì đang khám phá cũng như là truyền tải cái năng lượng lo lắng đến cho toàn bộ người ở trên trái đất. Trong bối cảnh này thì Super Earth đang tích cực tuyển mộ các chiến binh cho đơn vị đặc biệt có tên là Helldivers. Và những cái người lính này thì đã được đào tạo một cách tinh thông, sẵn sàng chiến đấu trực tiếp với kẻ thù để bảo vệ lãnh thổ của con người. Tuy nhiên thì dù câu chuyện đang diễn ra một cách vô cùng nghiêm túc, việc trình bày thì lại được thực hiện theo một cái cách hài hước và châm biếm. Hình ảnh và lời lẽ ca tụng những cái người lính thường được trình bày với cái sự quá mức, khi mà các cái con số về tỷ lệ tử vong của họ đặt ra như một cái cách ám chỉ sâu xa trong con game này. Các cụm từ như là ban phát dân chủ này, lan truyền tự do thông qua súng đạn không chỉ là một cách giới thiệu mà còn là một cái lời nhắc nhở tính hài hước đen tối của trò chơi. Cốt truyện này thì không chỉ làm nền tốt cho lối chơi mà nó còn tạo ra một cái bối cảnh sâu sắc giúp người chơi dễ dàng đắm chìm hơn vào cái thế giới của Helldiver 2. Và thành công của nó thì không thể nào không nhắc đến cái đồ họa âm thanh hòa nhập với cái sự kết hợp hoàn hảo. Helldiver 2 thì không chỉ thu hút bởi cái đồ họa đẹp mắt, nó còn đảm bảo cái sự mượt mà trên các cái cấu hình máy tính không quá mạnh. Dù không phải là siêu chân thực, nhưng mà game cũng đã có cái sự cân nhắc giữa việc hiển thị cảnh vật rõ nét, hiệu ứng hấp dẫn như là khói lửa trong các trận chiến. Kể cả khi mà chiến đấu đỉnh điểm thì nhiều trò chơi sẽ gặp phải tình trạng lag, nhưng mà Helldiver 2 thì vẫn duy trì được cái sự mượt mà đó. Âm thanh của game thì cũng là một điểm sáng, với cái nhạc nền phong cách quân đội mang tính hùng tráng. Điều đặc biệt là cách mà âm nhạc được điều chỉnh linh hoạt theo tình huống của trò chơi. Khi mà chiến thắng hoặc phá hủy căn cứ của địch, âm nhạc thì sẽ tăng lên và tạo cái cảm giác hào hứng, kích động
Âm thanh nền và tiếng súng thì cũng được xử lý rất là tốt, tạo nên một cái không khí sống động trong mỗi trận chiến. Từ hai yếu tố trên thì chúng ta cũng có thể hiểu được lý do về sức hút của nó, cũng như là cái sự tiếp thu ý kiến lắng nghe người chơi của con game đã giúp nó trở nên thành công như bây giờ. Và trên đây thì là toàn cảnh vụ lùm xùm mấy tuần qua vừa rồi. Bạn thấy sao về cái vụ này? Hãy bình luận cho Andy Gaming biết nhá. Bạn có phải là một trong những người đen đủi hay là gọi là những người may mắn nhở, khi mà vừa tải game xong, nhận được tin sét đánh nhưng mà sau đó thì mặt trời lại sáng? Nhớ like và subscribe để nhận được những video mới nhất từ chúng mình nhé.